Riết rồi có người, chẳng còn biết hèn là gì. Người ta không chỉ lạy Du Quan Ngô, mà còn kính cẩn quỳ lại cái giày của chúng. Lại giày, thưa thầy. Giày của thằng Tổng binh Nghệ An. Tổng binh đại nhân, muốn xem lòng ngưỡng vọng ấy. Dạ, dạ, dạ. Dân nghe đây, quan tổng binh là khâm sai của Đại Minh Hoàng đế Thiên Triều ở Yên Kinh. Đôi giày này là sự hiện diện của quan tổng binh. Dưới đôi giày của người được Hoàng đế Đại Minh cử làm đại biểu. Nếu người dân Nam nào không làm lễ ba quỳ chính khấn thì sẽ bị bỏ tù về tội khi quân, tội làm giặc. Tất cả đều lại. Không lại làm sao đi qua được. Giày treo suốt mấy ngày. Thằng tổng binh đã lệnh cho thằng tri quyền, dân Nam nào không lễ đủ ba quỳ chính khấn sẽ bị bỏ tù, quy cho là giặc. Thưa thầy, có ai không chịu lại? Có chứ. Thưa thầy, họ bị bắt à? Cũng chẳng phiền cho tri quyền lắm, bởi chỉ có ba người. Chỉ có ba người? Dân sợ cường quyền như thần thánh, họ đã lấn quá sâu vào cái sợ, sợ đến không còn biết tới cái nhục. Họ đã quên chuyện phó tống diệt quyên của đời Lý đời Trần, chuyện được chép sách khắc bia. Quân Ngô lại đang đốt sách phá bia, cố sức phá bỏ. Muốn đánh thức dân tâm, phải cứu dân ra khỏi cái sợ, cho họ thấy rõ được vinh là vinh, nhục là nhục. Việc các bác làm ở đây là việc rất hay, đã đánh thức dân tâm khá nhiều người. Nhưng xét chung lại là việc quá lộ liễu, dễ chết. Qua mấy năm đã quen thói cướp bóc của bọn thằng hổ. Các bác có chắc trong tay cả đám lâu la quy thuận các bác, tất cả đều thực lòng quy thuận, nên chỉ vui vẻ cuốc đất đi săn thay cho đón đường cướp của hiếp người. Bác nói đúng. Mấy ngày nay ở lại bên trại kia, tôi cũng đã nghĩ và thấy vậy.
bọn giặc Ngô có để các bắt yên không? Nếu chúng đưa một đội quân lớn đến đây. Nhanh lên đi. Tôi đã nói với bác, thật ra tôi vẫn chưa muốn khởi sự. Nếu có 5-7 nơi cùng làm như các bác ở đây thì chẳng sao. Nhưng không có 5-7 nơi, bây giờ ta cứ nên có 2 nơi. Thưa thầy, 2 nơi. Một nơi là ở đây, còn một nơi là ở ngay tỉnh thành. Có biến cố ở ngay tỉnh thành, thằng tổng binh có muốn đưa quân về đây cũng chưa dám. Còn dân sẽ có thêm chỗ để tin vào người Nam, bất sợ quân Ngô. Thầy muốn cứu 3 người không lẽ vậy? Tôi định về rủ anh là gì vậy? Một trong 3 người bị bắt ấy là anh Phấn, bạn đồng liêu của anh. Nghe anh Phấn chẳng những không lại mà còn chửi thằng Tri Quyền bị đánh nặng lắm. Sở dĩ tôi tính chuyện vậy bởi biết sắp tới đây thằng tổng binh mừng thọ lục tuần, chúng đi bắt con hát, bắt cả con gái dân thường vào đi hồi tiệc chúc thọ. Tính chung cả 2 trại ở đây, người dùng được có không dưới 50. Chưa cần nhiều đến như vậy, chưa phải lúc. Tôi nghĩ chỉ thêm về bọn tôi 2 hoặc 3 người nữa là được. Thầy nói chúng đi bắt phường hát đi vào phủ. Thưa thầy, ở đây có cô Bích giỏi đàn hát. Cô ấy đấy. Hay lắm. Sẽ có chỗ dùng. Có thêm cô Bích lại càng quá tốt. Biết cô biết hát, thế nào chúng cũng bắt. Hoặc tôi sẽ tìm cách để cô ấy vào được phủ. Thưa các bác, cơm canh đang nóng. Được rồi, nhờ các cô. Thưa bác, cô Bích đây con Phường hát bị bọn thằng Hổ bắt về đàn hát hầu rượu. Khi bọn tôi trừ được thằng Hổ, cô ấy xin ở lại, hiện đang ở trại này. Xin được phép biết bác à. Đây là bác Kiên. Được biết cô đàn hát rất giỏi. Dạ, bác nói quá lời. Mời các bác dùng bữa. Mặt nước cánh bèo bấy lâu nay lênh đênh, mặt nước cánh bèo đã từng liêu lạc mây, đã từng liêu lạc để nhiều điều vất vả gian truân. Ông trời cao có thấu tình chăng, đời người vì lúc vất vả gian truân mà ra tôi hiềm về liệu bảy mà lo ba. Hiềm mấy về liệu bảy lo ba, bên chồng tôi coi cũng nặng, bên chồng tôi coi cũng nặng đức bên cha cao dày. Dạ bẩm quan lớn, dạ mời ngài, hôm nay có phường hát từ đất Bắc vào, tiện quán xin được mời quan lớn quá bộ vào thưởng thức. Cha mây mây vất vả gian nan vào nơi mà cay đắng, phàn nàn với ai dạ tôi sầu chỉ rằng trong heo nhưng ngoài tôi vẫn tươi. Tôi rằng trong nghèo ngoài tươi, thiết công thì gắng bó, thiết công gắng bó để thiệt thòi mà lâm ly.
rượu có kim, kim có nghi một tuổi thơ hoa nguyệt nguyệt hoa. Khi cỏ vay, khi bãi lá, khi thiêu ngạo, khi cầm ca. Nhận phong vị hào hoa, làm lạc thu. Say tỉnh nghi có ai hay, thử xem mi con đảo vầng xoay. Nhất khúc thanh ca, nhất khúc lăng. Lẽ ra mỗi khúc hát của nàng phải có một sấp lụa để tặng nàng mới phải. Ta dạ bất xứng được nghe nàng hát, đã không có lụa để tặng, lại còn không có chỗ để giữ nàng ở lại nghỉ. Dạ bẩm đại nhân, được đem nghề mọn hầu hạ ngài thế này đã là vinh dự cho thiếp lắm rồi. Tiền thiếp xin kiếm ăn quanh quẩn dọc quán xá gần đây, bao giờ ngài cần cho gọi đến thiếp sẽ vào hầu. Sắp tới nàng không chỉ hầu ta, mà còn được hầu quan tổng binh, là người Ngô. Nhưng ngài ở đây đã lâu, có biết tiếng Nam và biết âm luật của phương Nam. Ngài rất thích. Ta vui lắm. Từ nay cho đến hôm hát hầu quan tổng binh, ta không giữ nàng ở đây được. Nhưng nàng muốn nghỉ ở đâu, ta sẽ chu toàn. Còn bây giờ, ta mời vài chén rượu. Bày đầu. Dạ bẩm đại nhân, tửu lượng của tiện nữ rất kém à. Không nhiều đâu, không nhiều đâu. Còn người nam đi cùng cô đâu rồi? Nó đâu rồi? Mãi nghe hát quên mất. Bẩm tri huyện, lúc nãy tri huyện đại nhân thấy nó đói khát tội nghiệp nên cho nghỉ lấy sức. À đúng, ta quên. Cậu em tôi thích rượu, không khéo lại xin rượu đâu đó. Thôi, mặc hắn, còn phàn nàn, phải cạn chén với ta. Dạ. Dạ, tiền nữ tạ ơn đại nhân. Phụ tá, ngươi có nghe hết lời ca của tiểu thư đây không? Dạ, hay, dạ rất hay. Đó nè, hát tiếp đi. Ở trong kia quan nghe ngoài này mình cũng nghe. Đúng rồi. Đó rồi, đó rồi, càng. Nước chảy ấy rồi chứ đôi dặm. Đang khiêu ra khiêu rồi ngọn ấy. Mấy em mà trong ngọn nào em muốn tắm mắt thời, mắt thời cái ngọn cái con sông đào. Muốn ăn là xin chính ai mấy chân già đêm. Các huynh còn đâu không? Ngồi xuống nghe hát. Mặt nước cánh bèo, bấy lâu lên đến mặt nước cánh bèo. Thế cho nên một mình tôi lo lắng cả đêm. Thank you.
Tôi chỉ đi quanh được một vòng ở phía trước, rồi hỏi chuyện bọn lính. Đại thể thế này, đây là chỗ làm việc, đây là chỗ gia đình ở, tên tri huyện ở đây, bọn lính phân ra các đội ở đây. Ở đây, đây là nhà ngục, cùng một dãy với chỗ giam thằng Mạo, quân sư của thằng Hổ. Thằng Mạo, thằng Mạo. Ngợi lo toan vất vả thì tài số, rõ ràng tài trời có may ra vào được chỗ giếng khơi. Mấy may ra vào được giếng khơi, vừa trong vừa sạch, vừa trong vừa sạch, má mẹ là nơi cái chỗ thanh nhà. Chả mới may vất vả gian nan vào nơi mà cay đắng phàn nàn với ai. Dạ tôi sầu chỉ rằng trong heo nhưng ngoài tôi vẫn tươi. Thời mà lâm ly phận hồng nhan đã luống công phu 100 năm ấy, biết rằng tu mây lần tưởng đêm khuya. Ôi anh ơi vướng dạo thì vườn xuân, tưởng đến khi bướm dạo vườn xuân một đêm thì ít cũng. Các bác ơi, cho tôi nghe với. Nghe cái gì mà nghe? Mà biết gì mà nghe? Trời có không sao? Càng mây trong bóng nguyệt thì càng cao. Đêm năm canh tôi nằm tôi nghĩ, vẫn vào cả năm giường sầu riêng. Sao tôi cứ chất đề mãi âm thầm. Nói ra lại sợ tiếng với tâm chê cười. Nào mặn huê mày liễu kem tươi, càng nghĩ mà cơn cơn như suối già sâu già dần. Người có khác gì như bể nước non sâu. Con chỉ xem thôi mà. Không được, xéo mày, lũ mày biết gì mà xem. Dạ bẩm quan, con là người nam, con nghe hát tiếng nam với. Tao nói là không được, tao không cổ bây giờ. Lòng mấy người như bể nước non sâu, mênh mông mà ai biết, mênh mông ai biết, sợ ai đâu mà dò. Sợ tình này khen ai khéo xót tình cho bực mấy mình tôi muốn. Dạ, con không dám mà, con chỉ nghe hát thôi à. Thôi đi cho tôi nhờ. Đi đó. Đi đi. Thưa đội trưởng. Chuyện gì? Đuổi nó chịu đi. Nó cứ nói đi nói lại, nó là người nam, muốn nghe hát tiếng nam. Ai bảo mày nói vậy? Dạ, tổ tiên con bảo nói vậy. Tổ tiên mày là ai? Dạ, là người nam, đều là dân nam như các ông vậy. Thôi, quất cho nó mấy hèo, đuổi cổ nó đi. Bọn bay là tổ bảo, đang có quan quân thiên triều ở đây, sao dám để lũ ăn mày tới ăn nói càng quấy. Dạ, dạ. Đồ ngu, dạ, đồ ngu phép mày. Bớt giận. Ta nhắc lại, lệnh của tri huyện đại nhân là bọn mày phải hết lòng hầu hạ cô ấy. Tốn bao nhiêu
cứ trình cho ngài biết. Còn ông, bảo đám khách đã nghe hát hãy thưởng cho nàng thật khẩu. Dạ. Nhớ đó, sáng mai ta sẽ cho người ra đón nàng. Dạ. 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 Như bác nói, vậy là bác và cô Bích còn được chúng đưa vào trong máy đôi lần nữa. Bác cố tìm cách quan sát kỹ hơn, xem bề cao của tường thành, cách bố phòng của chúng. Chiều nay tôi phải giả vờ quá mệt mới được bọn nó cho nghỉ một chút để ra ngoài. Hay nữa là chị Bích rất sáng trí. Sáng trí thế nào? Thưa thầy, thấy con được bọn chúng cho đi, chị ấy làm như chị nói riêng với con. Cậu kiếm chút rượu đi, còn ở ngoài luôn tới xế chiều. Bọn nó hỏi, chị Bích bảo con nghiện rượu. Bọn nó tìm thấy con uống rượu với mấy tên lính, không đứa nào nghi ngờ gì cả. Cô Bích biết rõ mưu kế của chúng ta. Thầy và bác không nói rõ, tôi cũng chẳng nói gì. Nhưng chắc chị Bích đã đoán được hết. Chiều nay khi bọn nó cho về, trên đường chị ấy nói nhỏ, có làm gì thì đừng chiếc nhiều chúng nó, tội nghiệp. Chị ấy thấy cả bọn chúng rạc đều cả người nam, chỉ vì ngu dốt mà theo quân Ngô. Không nên hé môi chờ cô ấy biết gì thêm. Cứ giữ vai là một thằng em đối khẩu yếu đuối, chi ngày gõ phách cho chị hát. Việc cô ấy thế nào tôi đã tính. Còn việc thằng Mạo, theo tôi cứ tạm cho nó sống. Cho nó sống. Tôi tính vậy. Chúng ta sẽ bày thêm một trò nữa. Các bác có thể tìm nghe ở đây một tay nào giỏi cung nỏ không? Thưa thầy, chỉ còn hai ngày nữa là đến lúc hành sự. Tìm nghe hơi khó. Bác có thể dùng tôi? Không được. Không thể khinh suất như thế. Tôi muốn có một người có thể hy sinh ngay sau khi bắn. Bác không được. Bác phải sống. Phải sống rất lâu. Còn anh, việc cần thiết là vậy. Cố gắng quan sát kỹ cách bố phòng giờ giấc, cố sao cho chúng đừng mãi mãi nghi ngờ. Bây giờ bác giả say, trở ra gõ phách thật chỉnh cho cô Bích hát. Tối mai gặp lại. Nhớ, tối mốt đã phải hành sự. Không được. Đi. Trời ơi. Trời ơi.